Sư cho con hỏi, việc giữ năm giới trong đó có giới không tham không sân, nhưng làm sao mình có thể hoàn toàn giữ tâm không tham không sân được ạ? Nếu như lỡ khởi lên là phạm giới ạ, vậy mình đợi đến khi mình có thể giữ được thì mình thọ 10 giới, hay là mình cứ thọ rồi cố gắng giữ thật tốt, nếu lỡ chẳng may vô ý phạm thì mình lập tức xin giới lại, việc này có đúng không? Việc nào đúng hơn? Cho nên cái chuyện mà giữ 10 giới nó đâu phải là chuyện đơn giản. Thành ra là người cư sĩ á, thường thì họ chỉ giữ 5 giới nè. Giỏi lắm mà 5 giới cộng thêm 1 giới. Ví dụ như là 5 giới cộng thêm cái giới là không hành dâm, hoặc là 5 giới cộng thêm giới không ăn phi thời, chẳng hạn như thế. Hoặc là họ giữ bát quan trai giới, thường là tới đó thôi. Chứ xin thưa là 10 giới mà có 3 giới là vô tham, vô sân và không có tà kiến, nó còn cao cấp hơn là 10 giới là sa di thập giới, 10 giới sa di nó còn cao cấp hơn nữa. Nó phù hợp với những vị gọi là giữ giới hạnh trong sạch một cách miên mật. Nó làm suy nhớ đến ở trong Tạng Luật có nhắc đến một vị tỷ kheo á, khi mà vị này thấy giới nhiều quá, vị này phiền não, thì Đức Thế Tôn nói là bây giờ như vậy thì ông chỉ cần giữ 3 giới thôi, có được hay không? Vị này nói dạ được. Thế Tôn nói như thế thì ông chỉ giữ 3 giới là không tham, không sân và không tà kiến. Thế thôi, 3 giới đó thôi đủ rồi. Thì vị này hoan hỷ và tín thọ, thì hú hồn xin thưa là giữ 3 giới đó nó còn quá cha, 227 giới nữa. Thì điều kiện làm sao để giữ được cái giới thuộc về tâm này là vô tham vô sân, thì vị ấy phải liên tục giữ gìn chánh niệm. Vị ấy phải sống một đời sống thường xuyên chánh niệm, không có bỏ rơi niệm, thì khi ấy vị ấy mới giữ được giới này. Cho nên là quý vị muốn giữ được giới này thì quý vị phải sống một đời sống hoàn toàn chánh niệm, chứ không. Cho nên là hai trường hợp quý vị đưa ra đều sai ha. Và sư xin mời Đại Đức Tuệ Tương chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì ở trong đây có một cái điều mà tôi thấy khá là quan trọng, mà không phải cái sự mà hiểu lầm giữa của quý vị nữa, mà đôi khi thậm chí hiểu lầm của một nhiều quý vị nữa, là ở đây thiếu một cái điểm rất là quan trọng thưa quý vị, là gì, là nói đúng hơn là cái 10 giới này nè, là tức là quý vị đang đề cập ở trong cái 10 cái thập bát nghiệp đó. Thập bát nghiệp. Mà cái vấn đề này ở trong kinh Chánh Chi Kiến á giải rất là rõ. Nếu quý vị muốn hiểu rõ hơn cái vấn đề mà này nè, coi mà sư trả lời đúng không, trả lời có đúng hay không nha, thì quý vị xem bài kinh Chánh Chi Kiến, hoặc là xem cái giảng giải kinh Chánh Chi Kiến mà trên kênh của Đức Hạnh Tuệ đó, cái bài giảng Chuẩn Lạc đó, thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Thì nói đúng hơn á, thưa quý vị, là ba cái trong cái bất thiện nghiệp đạo á, thì là thân ba, khẩu bốn, ý ba, có ba cái. Mà nói đúng hơn là không phải là nó là đơn thuần gọi là không tham, thưa quý vị, nó đúng hơn là gọi là tham ác đó, nghĩa là không tham ác, không sân ác và không có tà kiến ác, đúng hơn là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì á, nếu mà quý vị tham đơn thuần á, chỉ là tham giống như là mình tham ăn này nọ, nó không có khiến cho mình, thưa quý vị, nó không khiến cho mình là rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà cái tham ở trong bài kinh Chánh Chi Kiến á, trong chú giải đề cập á, thì cái tham này á, mình phải hiểu là nó tham ác là sao. Ở đây nói rất là rõ nha, trong chú giải nói rất là rõ nè. Tắc ý gọi là tham lam,
ở trong chú giải để tham lam, nhưng mà nếu tham lam tức là tham ác đó, vì chăm chú tức diễn ra nhằm mục đích hướng tâm vào tài vật của người khác đó. Nghĩa là hướng tâm vào tài vật khác nào và muốn nó thuộc về của mình, gọi là tham lam. Tham lam có trạng thái là nhìn chăm chú tài vật của người khác và muốn nó thuộc về mình. Những tài vật nó thuộc về mình đó. Tham lam có tội nặng tội nhẹ cũng giống như trộm cắp, nó phải nói rõ là như này. Tham lam có hai chi là một tài vật người khác, hai là muốn nó thuộc về mình đó. Khi mà hai này sinh khởi thì nó hội tụ, có nghĩa là khi mà nói là thế nào mà gọi là tham ác đó, thì là có hai chi, là một là tài vật của người khác và hai là muốn nó thuộc về mình đó. Thì khi đó là mình dính vào tham ác, và tương tự sân ác nó cũng như vậy. Cái trạng thái sân ác không vậy, có nghĩa là nó muốn hủy diệt chúng sanh đó. Mẹ muốn trong tâm nơi tâm đó, muốn nơi tâm nó khởi lên là nó muốn đánh đập, muốn mắng chửi người đó, nó như vậy. Còn tại vì mình không nói rõ, mình nói là mình nói dùng chữ vô tham hay là vô sân không, nó dễ hiểu lầm. Thì vì tại vì tham mà tham ăn, hay là ví dụ mà sân mà kiểu vi tế, quý vị biết đi, vị tu đà hoàn thì vẫn chưa diệt được tâm sân, mà vị a na hàm, vị tứ đà hàm là phải giảm được tâm sân, chỉ có a na hàm là thánh thứ ba thì vị mới diệt hoàn toàn tâm sân. Cho nên là có điểm này sư muốn nói rõ cho quý vị hiểu rõ hơn ha, cho nó mình nắm được theo, mình hiểu theo đúng 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 chánh pháp á đó. Chứ tôi thấy có nhiều vị giảng giảng mà không nói rõ, cứ nói là không không tham không sân, hay là tham sân như vậy không, mà tham sân ai, ai là còn phàm phu, ai cũng có thánh thánh ba tầng thánh đầu còn có nữa quý vị, đúng không? Tầng thánh thứ ba còn tham mà, nhưng mà tham về cái tham mà tham hữu vậy, sinh nghĩa là sanh về là phạm thiên á, phạm thiên sắc giới á, như vậy đúng không? Còn cái giải pháp giống như là làm sao hoàn toàn để giữ tâm này nọ cái kiểu gì đó, không sân được ạ, như khởi lên phạm giới, thì Đức Hành Tuệ giải thích thư hoàn toàn đồng ý. Có một cái điểm mà Đức Hành Tuệ nói rất là đúng, mà ở đây quý vị cần phải lưu ý, đó là giống như những cái phiền não mà gọi là phần thô á. Phần thô là gì? Là phần não, phiền não thuộc về thân, về khẩu, thì được kiềm chế, được đè nén bằng cái giới, đúng không? Những cái phiền não thuộc về ý, vị phiền não thuộc về ý đó, thì phải được trấn áp bằng định, đúng không? Rồi những cái phiền não mà ngủ ngầm á là phải được đoạn trừ bằng tuệ đó. Cho nên là đúng như để Đức Hành Tại nói, là quan trọng nhất ở đây mình muốn giữ tốt những cái giới, nên như mình nói đây nè, là mình phải có tinh thần tứ niệm xứ, mà là nếu bị muốn gặp gọi là phải rốt ráo. Thì ông sư rốt ráo như Đức Hành Tại nói là phải niệm niệm cái mạnh mạnh liên tục đó. Kiểu vậy, cũng vậy mình nói nôm na giống như cho nó vui, là 24/7 kiểu vậy, thì mình mới mới không dính vô gọi là tham ác sân ác hay tà kiến ác, đúng hơn là như vậy. Dạ, thì suy nghĩ đến đây chứ cũng là khá đầy đủ rồi. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây.